Chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FPNC. Tôi là Ngọc Quý và trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ anh Hoàng Công Bình là chuyên viên môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng và cùng theo dõi phần tường thuật diễn biến phiên giao dịch ngày 30 tháng 6. Chào mừng anh Bình đến với chương trình Giờ Kết Sổ. Chào Ngọc Quý. Dạ. Thưa anh, có thể không biết là sau sự kiện Brexit, tức là sự kiện mà Anh đã tuyên bố rời khỏi Liên minh châu Âu từ cuộc trưng cầu dân ý của nước này á, thì theo quan sát của anh trong những phiên vừa qua thì thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta có phản ứng thái quá với cái thông tin này hay không ạ? Theo như tôi quan sát mấy phiên ngày hôm qua thì thị trường tình hình chung cho do cái, theo như tôi nhận định, nó là do cái yếu tố tâm lý mà mang cái tính là bầy đàn nhất thời. Yeah. Và sau đó thì có phần là nó chứng lại vào nhà đầu tư, người ta cũng đã biết sàng lọc thông tin và chọn lựa thông tin và không có phản ứng thái quá lắm. Và tiếp tục nhà đầu tư tìm cái hướng đi để mà lựa chọn cái dịch vụ cho mình cho nó phù hợp với thời điểm giai đoạn này. Và cụ thể như mấy ngày hôm nay thì mình cũng thấy chứng kiến là thị trường vẫn tạo ra được những cái nhịp phục hồi, và khi mà những cái cổ phiếu nào đó mà rơi vào những vùng giá hấp dẫn thì nhà đầu tư tiếp tục là chấp nhận rủi ro và bắt đáy. Thì như vậy đó là chứng tỏ nhà đầu tư là tiếp tục người ta vẫn quan sát và người ta tiếp tục tái cơ cấu danh mục của mình. Dạ. Vậy thì riêng trong phiên ngày hôm nay ấy, thì anh Bình quan sát là diễn biến của thị trường có những có tích cực như là những gì mà nhà đầu tư mong đợi hay không ạ? Trong diễn biến thị trường ngày hôm nay thì trong cái phiên sáng đầu giờ vô thì thị trường khá là chưa thực sự sôi động lắm. Thì tổng giao dịch của sàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt được có 1.700 tỷ. Yeah. Và trong đó giao dịch thỏa thuận đã chiếm đến 180 tỷ rồi. Thì thị trường sáng nay được hỗ trợ được một số thông tin. Thứ nhất là nhà tâm lý trong nhà đầu tư dần dần nó tiếp tục ổn định, và nhờ các thông tin tích cực của thị trường tài chính thế giới, và đặc biệt là ví dụ như là chỉ số SP500 của ngày 29 tháng 6 hôm qua, là hôm qua thì chỉ số SP500 nó tăng được 1,7%. Và hai ngày liên tiếp thì SP500 đã tăng được lên tới 3,5%, thì như vậy là nó cũng tăng điểm bù đắp, vậy nó sẽ hơn một nửa những gì đó trong cuối tuần vừa qua. Thì ngay cái phiên đầu phiên giao dịch thì các cổ phiếu lớn như là Vinamilk, Vincom, Bảo Việt, Vietcombank, FPT, KDC đồng loạt đều tăng giá hết. Và trong đó là đặc biệt là Vinamilk thì hôm qua mặc dù là giảm một điểm nhưng đến ngày hôm nay đã tăng lúc 3 điểm lên đến 142.000 đồng một cổ phiếu. Còn Vincom thì tăng đến 400 đồng một cổ phiếu lên 48.400 đồng một cổ phiếu. Và FPT thì lại tăng đến 600 đồng một cổ phiếu lên đến 64.000 cổ phiếu. Như vậy là được biết là các chuyên gia thì cũng đã đánh giá FPT là doanh số của xuất khẩu của FPT sang cái thị trường Nhật Bản là sẽ tăng tương ứng nếu mà đồng yên nó tăng giá do cái vụ Brexit mà nó mang lại. Trong khi đó là cái giá dầu Brent của ngày hôm qua là đã vượt ngưỡng $50 trên một thùng. Cái lượng dầu lưu kho dự trữ của Mỹ đã giảm hơn với sau dự đoán. Đúng rồi. Chính vì vậy mà nó làm cho cái cổ phiếu của nhóm ga của ngày hôm nay là nó cũng có sắc xanh, trong đó có như ga là PVD, PVC, PXS. Thì tất cả là đều tăng mạnh. Ga thì trong đó tăng đến là 1.500 thì lên đến 63.500 đồng một cổ phiếu. Trong khi đó PVD thì lại tăng 800 đồng lên 32.100 đồng một cổ phiếu. Và điều đáng chú ý là thông tin hỗ trợ thị trường buổi sáng thì có, đó là cái cục quản lý cạnh tranh của Bộ Công Thương vừa rồi trình lên Bộ trưởng Bộ Công Thương về cái báo cáo điều tra sơ bộ của cục về việc áp dụng cái biện pháp tự vệ tạm thời đối với cái sản phẩm mà thép dài cũng như là thép phôi thép. Thông tin trên đó là hỗ trợ cho cái cổ phiếu ngành thép như là Hòa Phát, Sen hoặc là thép Kim Nam, tất cả đều là đồng loạt tăng giá. Thì qua thị trường của mình đó, qua phiên chiều thì nó cũng khá là lình xình. Một số cổ phiếu lớn trên thị trường như là BID, nói chung là ngành ngân hàng thì lại có cái dấu hiệu là đồng loạt giảm giá, nó gây ra cái hiệu ứng, cái áp lực tương đối là khá lớn, làm cho cái đà tăng của Hà Nội cũng Thành phố Hồ Chí Minh nó bị thu hẹp lại. Thì trong đó là Masan lại giảm xuống 500 đồng cổ phiếu, thì chỉ còn có 66.500 đồng trên cổ phiếu. Và kết thúc phiên giao dịch của, đặc biệt là vô cái phiên ATC thì áp lực chốt lời càng ngày càng mạnh hơn.
thì khiến cho cái chỉ số của VN-Index chỉ tăng trên 2 điểm. Và Hà Nội thì đảo chiều do một số cổ phiếu ngành ga, xin lỗi, cổ phiếu ngành dầu khí, ví dụ như là PVS, rồi là PVC, PVE đều giảm, làm cho Hà Nội bị mất điểm 0,02 điểm, tương đương 0,2%. Thì kết thúc phiên đó, thì theo tôi thấy là khối lượng giao dịch của sàn HOSE ngày hôm nay á, là cũng đạt được 106 triệu đơn vị. Yeah. Và giá trị thì cũng 2.300 tỷ và tăng được 2.14, tương đương với lại là 0,34%. Chủ yếu là nhờ các con cổ phiếu trụ cột, ví dụ như là Vinamilk, Vincom và Ga. Nó là lực đỡ cho thị trường ngày hôm nay. Và cái thứ hai, trên sàn thành phố, xin lỗi, trên sàn Hà Nội, yeah, ngày hôm nay thì khối lượng thì đạt trên 41 triệu đơn vị, với giá trị tương đương là 537 tỷ đồng. Và cái thị trường thì mất điểm 0,02 điểm, tương đương 0,02%. Thì cái nguyên nhân là do một số cổ phiếu thuộc ngành ga nó giảm điểm, như là PVS, PVC cũng như PVE. Trong khi đó thì cổ phiếu ACB là ngân hàng thì lại đứng giá ở mức tham chiếu. Yeah. Theo như anh Bình chia sẻ thì có thể thấy là ngày hôm nay có khá là nhiều thông tin hỗ trợ tích cực, và cũng có thể thấy là rất là nhiều cái nhóm ngành có được cái diễn biến lạc quan trong phiên hôm nay tại thị trường Việt Nam. Rồi, vậy thì đâu là những cái điểm mấu chốt mà giúp cho thị trường ngày hôm nay có được một đà tăng trưởng cũng khá là tốt và tránh được một phiên giảm sâu ạ? Theo như tôi nhận định thì có yếu tố ngoại lực, cũng ngoại lực thì mình biết rồi, là cái chuyện Brexit thì nó cũng đã qua và nó đã phản ứng trong thị trường rồi. Yeah. Còn nhưng mà tôi theo đánh giá là nó yếu tố nội lực của mình là chính, là nó gồm hai yếu tố. Thứ nhất đó là cái yếu tố về mặt vĩ mô, thì theo số liệu mới nhất là GDP của được dự báo là năng tăng, và trong 6 tháng đầu năm 2016 này ước tính là sẽ là tăng là 5,52% so với cùng kỳ năm trước. Thì trong đó là cái quý 1 đã tăng là 5,48%. Và quý 2 này dự báo là sẽ tăng là 5,55%. Tăng trưởng của 6 tháng đầu năm nay tuy là so với tốc độ tăng của cùng to so với tốc độ tăng trưởng của các cùng thời kỳ như là 2013 và 2014 thì tăng cao, mà so với năm 2016 thì khá thấp, với tốc độ là 6,3% của 6 tháng đầu năm 2015. Như vậy là cái tốc độ tăng trưởng của GDP của Việt Nam hiện tại là có cái dấu hiệu nó hơi chững lại chút xíu, khả năng là đạt vào cái mức mà 6,7% cho năm 2016 là nó hơi khó thực hiện. Thì cái đó cũng dễ hiểu là do cái bối cảnh kinh tế hiện nay toàn cầu thì nó hơi rơi vào cái trạng thái gọi là suy yếu, và nó tiềm ẩn nhiều rủi ro qua cái vụ mà Brexit vừa rồi. Yeah. Và cái thứ hai nữa là 6 tháng đầu năm của mình đó, ở tại thị trường nội lực của mình thì nó cũng bị ảnh hưởng một phần do cái biến đổi khí hậu và ảnh hưởng đến cái mục tiêu tăng trưởng GDP. Yeah. Và cái nội lực thứ hai mà theo tôi đánh giá đó là ở phía doanh nghiệp. Ở phía doanh nghiệp thì kết quả kinh doanh quý 2 của năm 2016 thì được đánh giá là nó sẽ là dự báo khả quan hơn, và cái khả năng là chi cổ tức của các doanh nghiệp, chi cổ tức cũng như chia cổ phiếu thưởng của các doanh nghiệp trong cái thời kỳ này là khá tốt. Dạ, xin được cảm ơn những ý kiến của anh Bình ạ. Quý vị vừa theo dõi phần tường thuật diễn biến phiên giao dịch ngày 30 tháng 6 của anh Hoàng Công Bình, là chuyên viên môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Chúng tôi mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại với phần 2 của chương trình ngày hôm nay.